Đức Mẹ luôn ra tay phù giúp cho biết bao nhiêu con người kêu cầu và gần gũi mẹ. Bởi mẹ đã hứa là không ai mà kêu cầu mẹ qua chẳng chuỗi kinh mân côi mà mẹ bỏ sót hoặc là không thưa cùng với con của mẹ. Một câu chuyện rất đau lòng, một cô gái nói rằng trong suốt cuộc đời của mình, cô đã nhận đủ mọi cách ngược đãi từ cha mình và sau đó cha của cô đã bán cô cho một người, nhưng cô gái nhỏ đã trốn thoát và xác tín rằng chính Đức Trinh Nữ Maria đã cứu mạng cô. Juanita, 12 tuổi và cuộc đời của cô thực sự là một cuộc cực hình giữa cha của cô đã gây cho cô. Người được cho là sẽ bảo vệ cô đã đánh đập cô một cách tàn nhẫn từ khi cô còn nhỏ. Cô sống ở trong một cộng đồng rất nghèo ở Mexico với 8 anh chị em của mình. Khi cô mới 4 tuổi thì cha của cô đã gây bỏng gần như là toàn bộ cơ thể của cô, khiến mất đi đôi tay. Trong một cuộc đối thoại với kênh Telemundo, chủ tịch quỹ Latidos de Amor, tiến sĩ Jesus, người đã cứu cô bé khỏi tình huống khủng khiếp đó, đã kể lại những gì mà cô bé đã phải trải qua trong vụ tấn công cuối cùng. Sau khi bị đánh và đã bị treo lên cây bằng dây và bán cho một người. Sau khi bị bán, người cha nói với cô rằng không được nói với bất cứ điều gì và không được báo cáo cho biết. Tuy nhiên, cô đã cố gắng thoát khỏi và đã đi bộ trong suốt 6 giờ. Tuy nhiên, trong lúc cô đi bộ hơn 6 giờ, lúc trốn thoát thì một chiếc xe đã chạy qua cô. Juanita nói rằng tôi đang đi ngang qua và một chiếc xe qua tôi và Đức Mẹ đã giúp tôi. Cô gái nhỏ bé nói rằng sau cuộc tấn công đó, cô bị trượt chân ngã xuống và tại đó, một người phụ nữ mặc đồ xanh lá cây đã xuất hiện. Người đó đặt cô vào con đường của mình. Vì vậy, cô đã đi được đến một cộng đồng ở gần đó để tỏ lòng biết ơn đối với mẹ của chúng ta và được kênh truyền hình mời cô đến để mà chia sẻ về câu chuyện của mình. Cũng như để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, thể hiện lòng yêu mến sâu sắc của một người bất hạnh và nay đã trở lại cuộc sống bình thường với một dị dạng ở trên khuôn mặt và cả thân thể của mình. Nói về Đức Trinh Nữ Maria, thực tế Satan căm thù Đức Maria. Thực vậy, nó đã làm hết mọi cách để mà làm mất niềm yêu mến Đức Mẹ và gây lòng oán thù Đức Mẹ 2000 kỷ qua. Bởi thậm chí là có một số người công giáo tốt có lòng sùng kính Đức Mẹ đã bị bối rối và họ cảm thấy không nên quá sùng kính mẹ. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao giáo hội tôn kính Đức Trinh Nữ vô nhiễm cao trọng như vậy? Tại sao Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ trong công trình cứu độ của Ngài? Khung cảnh vườn địa đàng, các nhân vật, Thiên Chúa, con rắn Adam và Eva, ma quỷ đang cười đắc thắng. Nó vừa nói dối Eva và qua bà, Adam cũng đã bị dụ dỗ, nó kiêu hãnh về mình. Hầu như người ta có thể cảm thấy được ma quỷ tự hào về khả năng hủy diệt của nó vì nó đã làm hoen ố công trình sáng tạo của Thiên Chúa và lôi kéo con người ra khỏi tình yêu đặc biệt mà chính Thiên Chúa là cha tình yêu đã dành cho con cái của Ngài. Để vào đó, con người đi vào sự chết và sự đau khổ. Thiên Chúa đã xuất hiện trong khung cảnh ấy để mà thanh tẩy tình trạng hoen ố đó và tuyên bố lời nguyền bi thảm do tội lỗi sinh ra mà còn loan báo tin mừng tiên khởi, dự ngôn gián tiếp sớm nhất về phúc âm và sự diệt vong của ma quỷ. Thiên Chúa bắt đầu gọi nó là Satan và phán bảo nó phải ăn bụi đất suốt đời. Sau đó Ngài tỏ lộ điều gì đó khiến cho Satan núp mình xuống kinh hãi. Cuối cùng nó sẽ bị bại trận do bàn tay của một người nữ. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 nói rằng ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Càng chiêm niệm sâu xa về đời sống của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta thấy rằng mẹ cao trọng vô cùng, đấng khiêm tốn vô cùng, thật vậy. Ngài là thụ tạo khiêm tốn nhất từ xưa cho đến nay, vì chẳng sự gì mà ma quỷ không kiêu căng, còn đối với Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria thì khiêm nhường gấp bội phần. Vì mọi căm thù và ghen tị đến cay đắng chất chứa đầy trong tâm hồn đen tối của Satan, còn trái tim của Đức Maria được tràn đầy ngợi khen,
tôn sùng và yêu mến bội phần vì mọi mưu tà trước gian để phá hoại lấp đầy tâm hồn ma quỷ, còn trái tim Đức Trinh Nữ Maria thì đầy tràn tinh khiết và hoa trái tốt đẹp nhờ ân sủng Thiên Chúa ban cho mẹ là thụ tạo tuyệt mỹ huy hoàng nhất trong vũ trụ này, tức hiệu mà ma quỷ đã từng phải kêu lên. Về mọi phương diện, Đức Trinh Nữ Maria là Đức Mẹ vô nhiễm, là thái cực ngược lại với Satan. Về mọi phương diện, ma quỷ biết Đức Mẹ là người thay thế những giá trị tuyệt vời nhất trước đây của nó. Sự biến đổi tuyệt diệu nơi Đức Trinh Nữ Maria đã tước hết tất cả nơi Satan, được tỏ bày trong bài ca ngợi khen Đức Mẹ trong Kinh Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài chí thánh, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những người kính sợ Chúa. Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan kẻ kiêu ngạo với lòng trí kiêu căng của chúng. Chúa đã hạ kẻ quyền hành xuống khỏi vị cao và đã nâng người hèn mọn lên. Chúa cho người đói khó no đầy ơn phúc và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel đầy tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa, như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta cho Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời. Thập giá đôi cao dẫn ai đi vào đường tình ngày xưa đẫm máu, dẫu cho lệ đông hy sinh vì danh Chúa, ngàn muôn bông lúa trái chín thơm dâng Ngài, cùng giọt máu bao anh hùng. Giữa bao thăng trầm dòng đời còn mãi vọng ngân, chứng nhân tin mừng dạt dào niềm tin kiên vững, dẫu bao sầu đau hy sinh vì danh Chúa, nguyện noi gương sống những chứng nhân tuyệt vời, nguyện làm sáng danh nước trời. Xin tôn vinh tình yêu của Đức Kitô. Xin tôn vinh tình yêu của bao anh hùng đổ máu, mang trong tim lửa yêu ngày đêm xây đắp danh hiên ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô. Tình đó chẳng vơi, núi kia cao vời nào bằng tình con yêu Chúa,
Chúa ơi, đời con xin theo Ngài mãi mãi. Dù bao ngang trái, bão tố kia bên đời, tình Ngài vẫn trong tim này. Kính dâng lên Ngài đường dài của kiếp chân ai, quyết luôn trung thành hành trình đời con theo Chúa. Hiến dâng tuổi xuân đem tin mừng loan báo, vinh ca danh Chúa đến đến muôn muôn đời, nguyện làm sáng danh nước trời. Xin tôn vinh tình yêu của Đức Kitô. Xin tôn vinh tình yêu của bao anh hùng đổ máu, mang trong tim lửa yêu ngày đêm xây đắp danh Ngài, ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô, hiên ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô.